Sau đây thầy và các em chúng ta cùng điểm qua một số cái kiến thức liên quan đến sự điện ly và phân loại các chất điện ly có trong dung dịch. Cái phần này thì thường những năm trước đã có câu hỏi rơi vào cái phần này rồi, do đó thầy phải nhắc lại cho các em. Thế trước khi mà đi và tìm hiểu, nhắc lại cái khái niệm về sự điện ly thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu lại về cơ chế của sự điện ly, của quá trình phân ly. Thì thầy lấy cho các em một cái chất rất điển hình, đó là cái tinh thể muối ăn NaCl của chúng ta khi mà phân ly, hòa tan phân ly vào trong nước nhé. Thế thì các em nhìn vào đây thì nhắc lại nhanh thôi, cái tinh thể NaCl của chúng ta là một tinh thể mà các liên kết trong đó là liên kết ion tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa cái ion mang điện tích dương là Na cộng và ion mang điện tích âm là clo trừ. Thế khi mà chúng ta hòa tan cái cục muối ăn, cái tinh thể muối ăn của chúng ta vào trong nước thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là khối tinh thể muối ăn của chúng ta nhé. Thì khi hòa tan vào thì các cái phân tử nước, các cái phân tử phân cực, được chưa, chúng sẽ đến và lôi kéo các cái ion trái dấu nằm trong, từ nằm ở bề mặt ngoài của khối tinh thể trước ra ngoài, khỏi, tách ra khỏi khối tinh thể, được chưa? Các em nhìn thấy. Và dần dần cái cục muối ăn, cái khối tinh thể muối ăn của chúng ta nó sẽ bị tan hết, bị phân ly hoàn toàn ra vào dung dịch. Thì các em nhìn vào trên này, đây là cái sơ đồ hóa cái quá trình phân ly của tinh thể NaCl trong nước cho các em, được chưa? Đấy. Thế thì thầy sẽ nói, chúng ta sẽ đưa đến cái khái niệm về sự điện ly. Sự điện ly là quá trình phân ly các chất trong nước ra ion. Đấy, chỉ cần nhớ thầy thế thôi nhé. Sự điện ly là quá trình phân ly của các chất trong nước ra ion, có thể ion dương hoặc ion âm. Thế còn cái quá trình hòa tan nhé, hòa tan, khi mà một chất hòa tan vào trong nước thì các cái phân tử hòa tan của nó phải phân ly ra ion thì mới gọi là quá trình phân ly được, được chưa? Còn các cái phân tử hòa tan mà không phân ly ra ion thì không gọi là quá trình điện ly, được chưa? Tiếp đến là các cái chất mà có ở trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy mà có cái khả năng phân ly ra các ion thì cái chất đó người ta gọi là chất điện ly. Các em ghi nhớ như thế cho thầy. Nhớ là còn ở cả trạng thái nóng chảy nữa chứ không chỉ ở trong nước thôi nhé. Tiếp đến lưu ý cho thầy, các cái axit bazơ và muối của chúng ta thì có khả năng dẫn điện, do đó người ta kết luận là những axit bazơ và muối thì thường là các cái chất điện ly, được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta hòa tan nó vào trong nước chẳng hạn thì nó phân ly ra thành các cái ion, và chính các cái ion đó dẫn đến cái khả năng cho các chất đó là có khả năng dẫn được điện như vậy nhé. Còn ngoài ra, ngoài cái axit bazơ và muối thì các cái chất rắn khan, ví dụ như NaCl, NaOH rắn khan, các cái dung dịch rượu, ví dụ như rượu ethylic hoặc glycerol hoặc là glucose, saccharose, các loại đường của chúng ta thì không có khả năng dẫn điện. Có nghĩa là khi hòa tan trong nước thì chúng không phân ly ra thành các ion mà chỉ tồn tại ở các trạng thái là các cái phân tử hòa tan mà thôi. Do đó những anh này không phải là các cái chất điện ly, được chưa nào? Và đây là cái phương trình tổng quát, phương trình điện ly tổng quát của một chất bất kỳ thầy đưa ra cho các em. Và nhớ cho thầy nhá, ở đây là chúng ta phải phân biệt được chất nào là chất điện ly và chất nào là chất không điện ly. Đấy, đấy mới là điều quan trọng. Và trong các đề thi trước đây thì đã có các cái câu hỏi kiểu như này cho các em rồi. Và những câu hỏi này thường là những câu hỏi cho điểm, được chưa? Thế thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem vậy thì các chất điện ly được phân loại như thế nào. Phân loại các chất điện ly thì nhớ cho thầy, chất điện ly được phân loại thành chất điện ly mạnh. Chất điện ly mạnh là những chất mà khi hòa tan trong nước, các cái phân tử hòa tan của nó phân ly hoàn toàn. Đấy, nhớ nhé, khi hòa tan trong nước thì nó phân ly hoàn toàn. Các cái chất điện ly còn phân thành điện ly yếu. Điện ly yếu là những chất mà khi hòa tan trong nước, các cái phân tử hòa tan nó chỉ phân ly một phần thôi, phân ly ra một phần. Còn một phần thì tồn tại ở dạng các phân tử hòa tan, được chưa? Còn cuối cùng là các chất không điện ly, là những chất mà khi hòa tan trong nước nó chỉ tồn tại ở trạng thái là các cái phân tử hòa tan mà không phân ly ra tạo thành các ion và không dẫn được điện. Đấy, chúng ta nắm bản chất như thế thì cái việc phân loại rất dễ dàng, đúng không nào? Thế thì các cái chất điện ly mạnh là những chất như nào, các em lưu ý cho thầy. Thứ nhất là các axit mạnh. Các axit mạnh thì các em đã biết các cái axit mạnh rất điển hình rồi, đúng không nào?
Thầy có thể liệt kê đây cho các em, ví dụ như HCl, HNO3, H2S4, HClO4. Hoặc là các em có thể tự mình liệt kê ra quyển vở ghi chép của mình. Ví dụ như còn có HI hoặc là HBr, đúng không? Đấy, vân vân, các em tự liệt kê thêm vào cho mình nhé. Đấy là các cái chất điện lên mạnh là axit. Ngoài ra còn có các cái bazơ mạnh cũng là các chất điện lên mạnh. Vậy các bazơ mạnh là các bazơ như thế nào? Các bazơ mạnh là các hydroxit của các kim loại kiềm và kiềm thổ. Đấy, các em nhớ cho thầy đấy là các bazơ mạnh nhé. Rất dễ đúng không ạ? Các chất điện lên mạnh còn gồm các cái muối. Và ở đây ghi nhớ luôn cho thầy là các cái muối thì hầu hết tất cả các muối, kể cả các muối itan đều là các chất điện lên mạnh. Nhớ nhá, hầu hết tất cả các muối, kể cả các muối itan thì đều là các chất điện lên mạnh. Ví dụ cho các em, ví dụ như một cái muối của chúng ta là BaS4, các em biết anh này kết tủa đúng không? Kết tủa nhưng khi các em hòa tan trong nước ấy, thì nó vẫn có một phần nào đó tan đấy. Có thể các em không nhìn thấy thôi, nhưng người ta vẫn đo được. Thì nhớ này, những cái anh ở dạng kết tủa này, khi mà nó tan một phần nào đó vào trong nước thì cái phần tan đó nó sẽ phân ly hoàn toàn. Do đó nó được đặt vào mục cái phần các cái chất điện lên mạnh. Nhớ chưa? Chúng ta đã xong các chất điện lên mạnh nhá. Còn các chất điện lên yếu thì bao gồm các cái axit yếu. Các cái axit yếu ví dụ như axit hai nước H2S, các cái axit hữu cơ ví dụ CH3COH, các axit khác ví dụ HClO, HF, vân vân. Các em hãy tự liệt kê và điền đầy vào đây cho thầy nhé. Đấy, việc này thầy sẽ nhờ các em để các em tự tư duy cho mình. Các chất điện yếu còn gồm các cái bazơ yếu. Các cái bazơ yếu ở đây gồm, các em có thể nhìn thấy ở trên hình, và ở đây có cái bazơ yếu NH3 rất quen thuộc với các em, bazơ không có nhóm OH. Còn các cái bazơ khác là các cái hydroxit của các cái kim loại mà không phải là kiềm và kiềm thổ thì là các cái bazơ yếu. Thì những anh này điện lý yếu thì chúng ta nhớ như thế nhá. Ngoài ra nước của chúng ta cũng là một chất điện lý yếu. Thế như nào? Cuối cùng ở phần này rất nhiều em nhầm. Khi mà đầu bài nó hỏi các em đếm số chất điện lý thì các em vẫn bị nhầm ở đây. Đa phần nhầm ở chỗ này, đó chính là nhớ cho thầy các cái chất không điện ly thì bao gồm các chất còn lại, ví dụ như ancol nhớ nhé, các loại đường saccharose, glucose, vân vân, học lớp 12 các em nào rồi đúng không, và các cái oxit, nhớ nhé. Để sau đây thầy và các em chúng ta cùng nhắc lại về hai cái đại lượng cực kỳ quan trọng, cũng liên quan đến quá trình giải các cái bài tập mà có thể đưa ra trong cái đề thi tuyển sinh cho các em, đó chính là độ điện ly và hằng số cân bằng điện lực cao nhá. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về độ điện ly alpha trước. Thế thì nhớ cho thầy là không phải các cái chất điện ly nào cũng là điện phân ly hoàn toàn ở trong nước, nhớ nhé, mà nó có sẽ có cái chất điện ly mạnh, điện ly yếu. Vậy để đánh giá cái mức độ phân ly ra ion của các cái chất điện ly thì người ta sẽ sử dụng cái đại lượng độ điện ly alpha, được chưa? Và alpha của chúng ta sẽ được tính theo hai cái công thức như thế này. Thầy viết gộp vào alpha thì bằng N trên N0 và bằng C trên C0. Và trong đó N của chúng ta là số phân tử chất tan đã điện ly, còn N0 là tổng số phân tử hòa tan, C là nồng độ chất hòa tan điện ly, và C0 là nồng độ chất hòa tan. Và C và C0 thì người ta tính theo đơn vị M. Đấy, thì cái công thức này các em ghi nhớ cho thầy. Nhiều em mà chỉ nhớ được cái phần đầu thôi, còn cái tính theo cái nồng độ này thì các em lại không nhớ. Và nhớ cho thầy nhé, alpha nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1. Alpha chỉ nằm trong khoảng 0 đến 1 thôi nhé. Và nếu mà nằm tính theo phần trăm thì alpha sẽ nằm trong khoảng từ 0% đến 100%. Được chưa nào? Và có một số lưu ý đối với cái giá trị alpha, cái đại lượng alpha này mà các em cần phải nhớ cho thầy. Thứ nhất, alpha càng nhỏ thì chất điện ly càng yếu và ngược lại nhá. Và có một số chú ý, thứ nhất là chất điện ly mạnh thì alpha bằng 1, chất điện ly yếu thì alpha nằm trong khoảng 0 đến 1, và chất không điện ly thì alpha của chúng ta là bằng 0. Cái giá trị bằng 1 và bằng 0 đây là xấp xỉ thôi, nhưng mà trong giải toán thì người ta thống nhất là bằng, có dấu bằng để ra nhá.
Ngoài ra, khi chúng ta pha loãng dung dịch thì độ điện ly alpha của các cái chất điện ly đều tăng lên. Đấy, thầy đọc rất chậm để các em nhớ cho thầy nhé. Khi pha loãng thì alpha đều tăng, nhớ như thế nha. Và alpha phụ thuộc vào các cái yếu tố, thứ nhất dung môi, thứ hai nhiệt độ, thứ ba bản chất và nồng độ của chất tan. Đấy là một số cái điểm liên quan cái giá trị alpha mà các em ghi nhớ cho thầy, rất dễ đúng không nào? Cùng chuyển sang tìm hiểu về hằng số cân bằng điện ly, ký hiệu là K cân bằng. Thế muốn đi xây dựng cái công thức biểu diễn cái giá trị K này và cái mối quan hệ giữa hằng số cân bằng đến K và cái độ điện ly alpha, thì chúng ta xét cái chất điện ly yếu, thầy đưa ra ở dạng tổng quát là Ma, có độ điện ly alpha và nồng độ C0, đầu bài sẽ cho trước. Thì đây là phương trình điện ly của Ma. Ban đầu ta có Ma có nồng độ C0. Khi điện ly Ma có nồng độ C0 nhân cái giá trị alpha, được chưa? Tương tự do các cái ion M cộng và A trừ cũng vậy. Và xét ở trạng thái cân bằng, Ma có nồng độ C0 trừ C0 alpha và hai ngày vẫn có nồng độ C0 alpha. Đấy. Và tại thời điểm cân bằng thì ta sẽ có cái hằng số cân bằng được tính bằng công thức K cân bằng bằng tích số nồng độ của các cái ion chia cho nồng độ của phân tử ban đầu nhé. Và các em thay vào, chúng ta sẽ tính được K cân bằng bằng alpha bình nhân C0 trên 1 trừ alpha. Thì đây là cái biểu thức tính K cân bằng của một chất điện ly yếu khi biết trước độ điện ly alpha và nồng độ C0 ban đầu. Đấy, các em nhớ cho thầy công thức. Còn K của chúng ta phụ thuộc vào nhiệt độ này, dung môi và bản chất của cái chất điện ly mà các em đang xét nhé. Ngoài ra, vì Ma của chúng ta là chất điện ly yếu, đúng không? Do đó, người ta sẽ coi cái alpha xấp xỉ bằng 0. Alpha mà xấp xỉ bằng 0 thì các em thay vào đây, các em thấy 1 trừ alpha sẽ xấp xỉ bằng 1 nhá. Và thay vào chúng ta sẽ rút ra được K cân bằng bằng alpha bình nhân C0 nhá. Thay vào đây này. Và rút ra được alpha bằng căn bậc 2 của K cân bằng trên C0. Đây là cái biểu thức để biểu thị cái mối quan hệ giữa độ điện ly alpha và K cân bằng của chúng ta. Được chưa nào? Thế sau đây thầy và các em chúng ta cùng nhắc lại cái khái niệm axit bazơ, chất trung tính, chất lưỡng tính theo hai quan điểm của hai nhà bác học Arrhenius và Rosted. Thầy sẽ nhắc lại nhanh thôi để giúp các em hệ thống hóa lại kiến thức nhé. Đầu tiên là theo quan điểm của Arrhenius trước. Thì theo Arrhenius, axit là chất mà khi tan trong nước phân ly ra cation H cộng. Và cái điều kiện để một chất là axit theo Arrhenius là chất đó phải trong phân tử phải có nguyên tử hydro nhìn thấy ngay, và trong nước thì phải phân ly ra cái ion H cộng. Đó là theo Arrhenius axit là phải như thế. Và cụ thể có thể lấy ví dụ cho các em, đó là các cái axit ví dụ HCl2SO4HNO3 thì các em nhìn thấy ngay trong phân tử có nguyên tử hydro, đúng không? Và những anh này khi phân ly thì tạo ra cái ion cation H cộng này. Ở đấy là theo Arrhenius nhá. Thế còn theo Arrhenius, bazơ là cái chất mà khi tan trong nước thì phân ly ra cái anion OH trừ. Và theo ông ấy thì các cái chất nếu muốn là bazơ, nếu là bazơ thì phải thỏa mãn trong phân tử phải có nhóm OH, nhóm hydroxit, và trong nước phải phân ly ra cái ion OH trừ. Và cụ thể là các cái bazơ rất điển hình, ví dụ NaOH, CaOH hai lần, vân vân. Đấy. Tuy nhiên, cái quan điểm của Arrhenius về axit bazơ có các cái mặt hạn chế. Hạn chế của học thuyết cụ thể. Theo Arrhenius, ông không xét đến vai trò của dung môi. Và học thuyết của ông chỉ đúng với dung môi là nước mà thôi. Ghi nhớ thế. Nhiều chất trong công thức phân tử không có nguyên tử hydro, không có nhóm OH nhưng vẫn thể hiện cái tính axit và bazơ. Ví dụ cho các em, ví dụ như các anh muối này, Al2S4 3 lần, FeNO3 3 lần hoặc AlCl3, thì những anh này khi hòa tan trong nước thì có dung dịch có thể làm quỷ tím chuyển sang màu đỏ. Đây này, này hơi tối, các em nhìn nhé, màu đỏ, được chưa? Và
Các chất khác ví dụ như NH3, NH2SO3, NH2SO3, NH3PO4 hoặc là các cái amin. Thì tuy trong công thức phân tử không có nhóm OH, nhưng khi hòa tan trong nước, chúng dung dịch của chúng có thể làm quỷ tím chuyển sang màu xanh. Thì hạn chế của học thuyết Arrhenius, theo quan điểm của Arrhenius, không giải thích được đối với các cái trường hợp này. Thì chúng ta sẽ xét đến một cái học thuyết khác, đó là theo Prostep, thì có thể giải quyết được gần như tất cả các cái vấn đề mà Arrhenius không giải quyết được nhé. Theo quan điểm của Prostep thì axit là chất mà có khả năng nhường hay là cho proton H+, còn bazơ là chất mà có khả năng nhận proton H+, rất dễ nhớ và rất đơn giản, đúng không nào? Cụ thể cho các em, vì thầy lấy cho các em một ví dụ, ví dụ như là cái quá trình phân ly của axit acetic là một axit yếu phân ly ở trong nước, thì theo Prostep thì anh này nó sẽ cho H2O ở nước của chúng ta cái proton H+, do đó anh này là axit. Còn nước của chúng ta là chất nhận proton H+ của CH3COH, thì anh này sẽ là bazơ. Vậy đơn giản chỉ thế thôi, được chưa nào? Thế thì ưu điểm của học thuyết theo Prostep là như thế nào? Theo cái quan điểm của Prostep thì có thể giải thích được cái tính axit của các cái ion mà không chứa nguyên tử hydro trong phân tử nha. Tính axit của các ion mà không chứa phân tử nguyên tử hydro, ví dụ Al3+, Fe3+, CO2+ hay NH4+ vân vân. Tiếp đến có thể giải thích được cái tính bazơ của các cái phân tử hoặc các cái ion mà không có chứa nhóm OH, ví dụ như NH3, CH3, CO3 2 trừ, SO3 2 trừ, S2 trừ vân vân. Những anh này có tính bazơ, những anh trên có tính axit. Đấy. Vậy theo Prostep thì các axit và bazơ ngoài phân tử còn có cả các cái ion nữa, cũng đều là axit bazơ. Và dung dịch muối cũng làm đổi màu được quỷ của chúng ta, rất chỉ định. Được chưa nào? Thì đây là theo hai cái quan điểm của Arrhenius và Prostep về khái niệm axit bazơ mà thầy muốn giới thiệu, nhắc lại nhanh cho các em nhé. Chúng ta cùng chuyển sang các cái chất trung tính. Phần này rất là dễ. Các chất trung tính theo Arrhenius và Prostep chúng ta cùng so sánh. Thứ nhất, theo Arrhenius, chất trung tính là chất mà khi tan trong nước không phân ly ra ion H+ và OH-. Vậy theo Arrhenius thì các chất trung tính có thể là các cái muối, ví dụ là Cl, KCl, là 2S4, KNO3. Đây là các cái muối mà tạo bởi các cái axit mạnh và bazơ mạnh, đúng không? Đây là phương trình phân ly của chúng, phân ly hoàn toàn, được chưa? Thế còn theo Prostep thì chất trung tính là các chất mà không có khả năng cho và nhận proton H+. Theo ông thì các cái chất trung tính là các cái chất mà ca chiêm của các cái bazơ mạnh, ví dụ như là ca cộng, na cộng, ca hai cộng, ba hai cộng, và hợp bởi các cái anion của các cái axit mạnh mà không còn nguyên tử hydro trong phân tử, ví dụ như clo trừ, S bốn hai trừ, NO ba trừ, bôm trừ vân vân. Đấy nhá, ở đấy này về cái khái niệm chất trung tính theo hai quan điểm của Arrhenius và Prostep. Một phần quan trọng hơn mà cũng rất hay đưa ra trong các cái đề thi tuyển sinh và thầy muốn nhấn mạnh vào cái phần này cho các em, đó chính là cái chất lượng tính. Các cái câu hỏi lý thuyết liên quan đến chất lượng tính cũng rất hay ra trong các cái đề thi, đặc biệt là các cái đề thi tuyển sinh cho các em. Và thầy cũng yêu cầu rằng các em hãy dành thời gian và ghi nhớ cho thầy hết các cái chất lượng tính này, bởi vì thường người ta hay ra các cái đề thi các cái câu hỏi theo kiểu đếm các cái chất lượng tính, và rất nhiều em làm sai cái kiểu bài này, mặc dù nó không hề khó một chút nào, chỉ là các em chưa để tâm mà thôi nhé. Vậy thì theo Arrhenius và Prostep thì chất lượng tính là như thế nào? Thứ nhất, theo Arrhenius, chất lượng tính là chất mà trong nước có thể phân ly theo cả kiểu axit và kiểu bazơ. Còn theo Prostep, chất lượng tính là chất mà có khả năng vừa cho vừa nhận proton H+, vừa thế này vừa thế kia thì gọi là lượng tính, được chưa? Thế thì sau đây nhớ cho thầy các cái chất lượng tính mà các em cần phải dành thời gian ra để lưu tâm cho thầy đối với các chất này. Thứ nhất là các cái oxit và hydroxit lượng tính. Thầy lập cho các em cái bảng như thế này, các em nhìn vào đây thì đây là các cái oxit và hydroxit lượng tính mà các em cần phải nhớ.
ba cái anh đầu là thì các em hay gặp này, và hai cái anh sau này thì rất nhiều em lại bị nhầm và quên nhá. Gồm thầy đọc lại: hyroxit và oxit của kẽm, hyroxit và oxit của nhôm, hyroxit và oxit của chrome, hyroxit và oxit của thiết, hyroxit và oxit của chì. Nhiều em là còn đưa ra còn bị nhầm ở chỗ này, đó là các em đưa cả kim loại vào đây, ví dụ như kim loại của nhôm, kẽm, chrome vân vân, và các em coi đó là các cái chất lưỡng tính thì nhớ cho thầy là không phải, được chưa nào? Bởi vì các cái kim loại đó nó có thể tác dụng được, vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ đấy, đúng không? Vừa có thể cho proton, vừa có thể nhận proton H cộng. Thế nhưng mà thực ra cái quá trình đấy là quá trình oxy hóa khử, do đó không được đưa các kim loại này vào dãy các cái chất lưỡng tính nhá, nhớ thế. Ngoài các cái oxit và hydroxit, ngoài năm anh này, các em cần phải nhớ cho thầy thêm các cái anion gốc axit mà vẫn còn khả năng tách ra H cộng, bao gồm HCO3 trừ, HSO3 trừ, HPO42 trừ, HS trừ, vân vân, được chưa? Những này cũng là các chất lưỡng tính. Tiếp đến là các cái amino acid ở lớp 12 chúng ta đã học rồi, đúng không? Gồm một đầu là bazơ, một đầu NH2, một đầu là acid đấy, đúng không? Muối amoni của các acid hữu cơ cũng là các chất lưỡng tính. Và cuối cùng, nước của chúng ta cũng là một chất lưỡng tính, được chưa nào? Ở trong chương sự điện ly này thì các em cũng được giới thiệu về cái bài toán, cái bài toán liên quan đến chỉ số hydro, hay người ta còn gọi là độ pH của dung dịch. Thế thì trong cái video này thầy sẽ nhắc lại cho các em một số cái công thức mà các em cần phải nhớ. Nhưng trước tiên các em nhớ cho thầy là người ta sử dụng cái độ pH này để đánh giá cái độ axit và độ kiềm của dung dịch. Thầy nhắc lại một chút cho các em. Người ta đánh giá cái độ axit, độ kiềm của dung dịch, người ta có thể đánh giá bằng cái nồng độ H cộng. Thế nhưng vì cái nồng độ H cộng của các dung dịch này thường rất là nhỏ, do đó mà không muốn ghi bằng cái số mũ âm, người ta nghĩ ra cái giá trị pH để đưa cho các em, để tránh cái hiện tượng chúng ta nhầm lẫn trong quá trình tính toán, được chưa? Thế thì sau đây thầy và các em chúng ta nhắc lại một chút các cái công thức cần phải nhớ. Thứ nhất là cái công thức biểu diễn cái mối quan hệ giữa nồng độ H cộng và cái giá trị pH. Nghĩa H, nồng độ H cộng thì bằng 10 mũ trừ pH, tức là pH nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ A thì pH của chúng ta sẽ bằng A, được chưa nào? Đây là tính toán cái pH theo định nghĩa nhé. Ngoài ra ấy, nhớ cho thầy công thức này là công thức em hay dùng nhất, là theo tính toán thì là pH sẽ bằng trừ logarit cơ số 10 của nồng độ H cộng. Đấy, bấm máy là ra, đúng không? Và cái nồng độ H cộng của chúng ta sẽ nằm trong cái khoảng từ 10 mũ trừ 14 đến 10 mũ trừ 0. Thế nhưng mà thực ra ấy, thì thầy đưa ra đây ở dạng tổng quát, nó sẽ không bao giờ xảy ra dấu bằng đâu, ít, rất ít khi xảy ra dấu bằng, nhưng thầy đưa ra dạng tổng quát cho các em nhé. Còn pH của chúng ta sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 14, và trường hợp xảy ra dấu bằng cũng rất là ít, nhớ chưa? Thầy đưa thêm một cái tùy chọn nữa, nhắc lại cho các em, chúng ta có thể tính được cái nồng độ OH trừ bằng công thức nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ pOH, cái mối quan hệ giữa OH trừ và pOH đấy. Và pOH thì bằng trừ logarit cơ số 10 của nồng độ OH trừ. Đấy. Khi tính toán các em có thể phối kết hợp để áp dụng hai công thức này nhé. Nhắc lại một chút về tích số ion của nước. Tức là tích nồng độ H cộng nhân với nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 4, 14 ở điều kiện nhiệt độ 25 độ C, nhớ chưa? Đấy. Và tương tự như thế thì pH cộng pOH bằng 14. Đây là các cái công thức mà thầy yêu cầu và các em cũng cần phải nhớ lại cho thầy để chúng ta trong quá trình tính toán. Và thầy sẽ có một phần phân dạng bài tập liên quan cái bài toán tính pH của dung dịch do cho các em ở phần bài sau. Bởi vì cái dạng bài cũng rất hay ra đưa ra trong các cái đề thi tuyển sinh cho các em đấy. Nhá, thầy sẽ gói gọn và đưa ra cho các em ở trong một cái phần phân dạng bài tập sau. Liên quan đến phần này, các em cần phải nhớ cho thầy về cái cách xác định môi trường, tức là môi trường sau phản ứng là môi trường có tính axit hay bazơ hay trung tính. Thì các em nhớ là môi trường trung tính thì pH bằng 7, hoặc là nồng độ H cộng bằng nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 7 ấy. Môi trường axit thì pH nhỏ hơn 7, môi trường kiềm thì pH lớn hơn 7. Và nếu mà dùng cái quỷ tím làm chất chỉ thị thì ta sẽ nhớ cho thầy môi trường axit pH nhỏ hơn 7 thì quỷ tím chuyển màu đỏ, đúng không?
môi trường trung tính thì tím vẫn giữ nguyên, không thay đổi màu, màu tím. Môi trường kiềm thì tím chuyển sang màu xanh. Đây, cái phần này quá dễ rồi đúng không? Phải nhắc lại thôi. Nhớ cho thầy nữa là tính axit càng mạnh thì pH càng nhỏ. Và pH càng nhỏ thì nồng độ H cộng càng lớn. Nó ngược lại với nhau. Nhớ chưa? Còn tính bazơ mà càng mạnh thì pH càng lớn. pH mà càng lớn thì nồng độ H cộng càng nhỏ. Thì đây là cái sự biểu hiện mối quan hệ tăng giảm giữa các cái giá trị pH và nồng độ H cộng, nó đối nghịch nhau, mà thầy muốn đưa ra đây để nhấn mạnh cho các em. Sau đây thầy và các em chúng ta sẽ cùng nhắc lại kiến thức ở cái phần cuối cùng trong cái chương 1, chương sự điện ly. Đó chính là cái phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch. Thế đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái điều kiện, nhắc lại cái điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion nhá. Thứ nhất, đối với chất tham gia phản ứng thì phải tan trừ khi có mặt của axit. Đây là cái điều kiện đầu tiên đối với chất tham gia phản ứng mà rất nhiều em hay quên, nên thầy đưa ra ngay từ đầu cho các em. Các em chỉ quan tâm đến điều kiện đối với chất tạo thành thôi, sản phẩm tạo thành thôi, mà quên mất cái điều kiện đối với chất tham gia phản ứng để mà xảy ra cái phản ứng trao đổi ion. Thì các chất tham gia phản ứng phải tan nhá. Nhưng mà nếu mà một anh tan nhưng mà tác dụng với axit nhá, chất kia là axit, thì vẫn xảy ra phản ứng, nhớ nhá. Tiếp đến là điều kiện đối với sản phẩm thì sản phẩm phải tạo thành ít nhất một trong các cái chất sau. Ít nhất tức là có thể xảy ra một, ít nhất là một, còn có thể đồng thời xảy ra hai cái chất. Thứ nhất phải tạo ra chất kết tủa, thứ hai tạo ra chất điện ly yếu, và thứ ba tạo ra chất dễ bay hơi. Đấy, điều kiện đối với sản phẩm phải tạo ra ít nhất một trong ba chất này, hiểu chưa? Và trong chương trình các em hay gặp các cái chất kết tủa thì thầy sẽ liệt kê ra một số ví dụ điển hình cho các em, mà các em hãy tự liệt kê cho thầy nhé. Có thể gặp AgCl, BaS4, AlOH 3 lần. Đấy, các em tự viết ra cho thầy thêm vào đây vào quyển vở ghi chép của mình, nhớ chưa? Còn các chất điện ly yếu các em hay gặp nước và các cái axit yếu, ví dụ C3COH. Các chất dễ bay hơi thì chúng ta hay gặp là CO2, LO2 hoặc NH3. Đây là các cái chất mà hay gặp. Các em có thể liệt kê thêm vào đây cho thầy. Thế chưa nào? Đấy là điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion. Để chúng ta ghi nhớ lại cho thầy nhá. Tiếp đến là cái cách viết phương trình ion rút gọn, thầy cũng nói nhanh ra đây để cho các em biết nhá. Thứ nhất là phải chuyển các cái chất dễ tan điện ly mạnh thành ion. Được chưa? Viết cái phương trình phân ly của chúng ta, chuyển nó thành hết các cái ion. Thứ hai, các cái chất kết tủa điện ly yếu và dễ bay hơi của chúng ta thì phải giữ nguyên, không thay đổi. Được chưa nào? Và cuối cùng là loại bỏ các cái ion không tham gia vào phản ứng. Chúng ta đã viết được cái phương trình ion rút gọn. Và cái phương trình ion rút gọn này nó có ứng dụng rất quan trọng trong quá trình giải toán đấy nhá. Lên lớp 12, các em học 12 thì các em thấy đấy, áp dụng phương trình ion rút gọn để giải toán, giải tốt, rất tốt các bài toán liên quan đến hỗn hợp của các chất tác dụng với nhau, đúng không? Thay vì việc mà chúng ta viết một rất nhiều phương trình phản ứng cồng kềnh ra mà có khi không đủ cái ẩn, không đủ cái dữ kiện đầu bài để giải, mà chúng ta chỉ cần viết mỗi phương trình ion rút gọn là có thể giải bài toán rất là nhanh, đúng không nào? Thầy nhớ lại cho thầy nhá. Thầy dạy rất là ngắn gọn và xúc tích, nhưng mà yên tâm, kiến thức sẽ đầy đủ và chính xác, và quan trọng nhất là trọng tâm. Còn nếu em nào muốn xem lại một cách chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn, thì các em sẽ xem lại cái khóa hóa học 11 của thầy nhé. Đấy là điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion. Để xác định được cái chất, các cái muối nào là kết tủa, tức là cái tính tan của các muối trong dung dịch, thì thầy hướng dẫn cho các em cái cách mà chúng ta xác định tính tan của các cái muối, xác định tính tan của các muối. Thầy cũng nhắc lại thôi, thầy giải rất chi tiết, hướng dẫn rất chi tiết trong cái khóa 11 rồi. Thì nhớ cho thầy cái cụm câu là mạnh thì tan, yếu thì không tan. Ở đây khái niệm của muối, các em phải nhớ muối là gì. Muối là hợp bởi chất tạo bởi gì, cation kim loại và anion có oxit, đúng không? Hoặc là muối là chất tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh, vân vân. Cái đấy các em nhớ nhé. Thì nhớ cho thầy, mạnh thì tan, yếu thì không tan. Cụ thể mạnh tan, yếu không tan như thế nào thì các em nhìn vào đây. Ở đây là các cái cation của kim loại mạnh. Ví dụ như cation của kim loại kiềm, natri kali và NH4+, thầy cũng đưa vào đây nhé. Và các cái anion của axit mạnh, ví dụ như clo trừ, S42+, HNO3+, thầy đưa ra đây. Thì muối mà tạo bởi cation của kim loại mạnh và anion của axit mạnh, muối này
tạm. Được chưa? Các em thử ghép vào xem. Ví dụ NaCl, ví dụ Na ghép với clo trừ tạo thành NaCl, Na ghép với S42 trừ tạo thành Na2S4. Thì những anh này tạm. Đấy, thì cách nhớ là như thế. Tiếp đến, muối mà tạo bởi các kim loại yếu và axit mạnh. Muối tạo bởi cái cation của kim loại yếu và anion của axit mạnh ấy. Mà các cái cation của kim loại yếu, thì các kim loại yếu là các cái kim loại mà trừ đi kim loại kiềm và kiềm thủ, kiềm thôi. Được chưa? Thì đây, muối tạo bởi hai ngày thì cũng tan, nhưng mà phải trừ đi cái trường hợp đặc biệt. Nó có trường hợp đặc biệt, ví dụ như là AgCl kết tủa rõ ràng rồi, đúng không? Hoặc BaS4 thì anh này kết tủa rõ ràng không tan. Thế còn các cái trường hợp khác thì nó tan, ví dụ như BaCl2, như là Ba2 cộng kết hợp với clo trừ đấy, CaNO3 hai lần, vân vân. Thì những anh này là tan. Để cách nhớ là như thế nhé. Tiếp theo, muối hợp bởi các cái cation của kim loại yếu nhá, và anion của các cái axit yếu. Đây, các axit yếu đây, ví dụ H2S2CO3 H3PO4. Thì muối mà hợp bởi hai anh này thì không tan. Có một trường hợp này thôi. Trường hợp không tan là trường hợp mà muối tạo bởi cation của kim loại yếu và anion của axit yếu thì không tan. Cụ thể như cation của kim loại yếu ví dụ như Ca chẳng hạn, còn anion của cái axit yếu ví dụ CO3 trừ kết hợp vào nhau tạo thành CaCO3 đá vôi không tan, đúng không? Hoặc là BaSO3 vân vân. Được chưa? Đấy, các em nhớ thế cho thầy nhá. Và cuối cùng, muối mà tạo bởi cation của kim loại mạnh với anion của axit yếu thì tan. Đấy, chúng ta kết hợp lại với nhau đây này, hai ngày kết hợp với nhau nhá thì tan. Ví dụ như là 2CO3 K3PO4 thì những anh này tan. Đấy, thì khi thầy viết ra cái đây, người ta gọi là cái vòng tròn, gọi là vòng cỏ bốn lá, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Thì thầy viết ra như thế này để các em dễ nhớ thôi. Thế còn muốn nhớ sâu hơn nữa nhá, thì hãy viết các chất ra, sau đó thì phân tích cái cation và cái anion của nó để xem nó là thuộc loại cation của kim loại mạnh hay yếu, anion của axit mạnh hay yếu, thì nhìn vào cái vòng tròn này thì chúng ta có thể biết ngay được tính tan của nó mà không cần phải sử dụng cái bảng tính tan nữa. Các em không được sử dụng bảng tính tan đâu nhá, phải ghi nhớ thế. Thế đấy là cách xác định tính tan của muối nhá. Thế thầy dạy khá là nhanh, thế nhưng mà hãy dành thời gian để xem lại cái video của thầy nhá, bởi vì đây là khóa tổng ôn, chúng ta chỉ đi nhắc nhanh thôi, được chưa nào? Tiếp theo nhá, thầy sang cái mục sự thủy phân của muối và cái cách xác định môi trường của dung dịch. Đây cũng là cái phần kiến thức rất quan trọng và các em cần phải ghi nhớ, liên quan đến cái phản ứng trao đổi ion ở trong dung dịch cũng như cái môi trường của dung dịch muối của chúng ta. Và thầy cũng sử dụng cái cỏ bốn lá để giới thiệu cho các em nhé, để các em dễ nhớ, học thì học theo cách trực quan và ngắn gọn để chúng ta đỡ mất nhiều gọi là bộ nhớ để nhớ những cái dài dẳng văn tự, được chưa nào? Thì đầu tiên, muối thì biết là tạo bởi, muối đây là sản phẩm tạo bởi axit bazơ ấy, đúng không? Thế thì axit mạnh của chúng ta là các axit mạnh thầy vừa giới thiệu rồi nhá. Và các cái bazơ mạnh đây gồm các cái bazơ của kim loại kiềm. Thì muối của chúng ta mà tạo bởi các cái axit mạnh và bazơ mạnh thì những cái muối này không bị thủy phân, và không bị thủy phân thì môi trường pH của nó bằng 7. Được chưa? Không bị thủy phân nghĩa là không bị phân hủy bởi nước ấy, thì môi trường pH bằng 7, trung tính. Được chưa? Còn muối mà tạo bởi các cái axit yếu và bazơ mạnh, axit yếu đây nhá và bazơ mạnh, muối tạo bởi như anh này thì bị thủy phân bởi nước, và môi trường cuối cùng là môi trường bazơ làm quỳ tím hóa xanh và pH lớn hơn 7. Đấy, cái quá trình thủy phân của anh này. Nhưng mà ở đây có một cái lưu ý ở trong bài giảng khóa 11 thầy đã giới thiệu cho các em rồi, đó là liên quan đến cái cặp axit bazơ liên hợp. Đối với cái trường hợp mà muối mà tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh này thì nó bị thủy phân tạo ra môi trường bazơ, nhưng cái môi trường bazơ này nó không phải là do cái anh bazơ mạnh này quyết định đâu, mà nó do cái anion của cái axit yếu này nó quyết định này nhá. Ví dụ như cái môi trường bazơ này là do cái anion S2 trừ này quyết định, CO32 trừ, CO43 trừ quyết định mới làm xanh quỷ tím đấy nhá. Xem lại cái
khóa bài giảng 11 của thầy nhá. Không làm bị nhầm. Tiếp đến là muối mà tạo bởi các cái axit yếu và các cái bazơ yếu. Đúng không? Thì những muối này, bazơ yếu thì đây nhá, thầy đã giới thiệu rất quen rồi. Thì những muối này bị thủy phân và cái môi trường của nó ấy, sẽ phụ thuộc vào cái độ thủy phân của các cái ion và pH thì thường xấp xỉ 7. Đấy nhá. Cuối cùng, muối tạo bởi các cái axit mạnh và bazơ yếu thì cũng bị thủy phân và môi trường là môi trường axit và làm đỏ quỳ tím, pH nhỏ hơn 7. Đấy, thầy ghi rất là đầy đủ chi tiết cho các em như thế đấy, để các em biết được cái môi trường của dung dịch muối sau phản ứng. Được chưa? Cái môi trường axit này là do cái cation của cái axit của cation của cái bazơ yếu này MN cộng ấy, các cái ion kim loại của chúng ta thì nó mới làm cho cái môi trường của dung dịch muối có môi trường axit quỳ tím trở thành màu đỏ pH nhỏ 7 nhé, do cái cation của kim loại quyết định trong cái bazơ yếu đó. Nhớ chưa? Đấy, thế trên đây thầy đã giới thiệu cho các em một số cái chủ điểm lý thuyết quan trọng, trọng tâm liên quan đến cái chương 1 của chúng ta, chương sự điện ly. Thầy cũng giới thiệu cũng khá là nhanh nhưng mà cũng đầy đủ và chi tiết cho các em rồi.